Chương Channel. Chương 4041, Bảo Châu và Từ Hàng. Lúc thương rượu bùng nổ, Địa Tạng Vương từng sầu khổ nhìn trộm thiên hoang, miệng thì thào tự nói, quy tắc tan biến, thiên đạo vô đạo, hồi hải ba lan khởi, vạn lưu ý thức tẫn, ngày này rốt cục đã đến, không lâu sau, lão nhân ra liền viên tịch ở tổ đình, đây là bảo châu địa tàng trước khi rời đi, nói ra bí mật, đối với tu sĩ khác mà nói. Cái gọi là bí mật này không hề có giá trị đáng nói. Thậm chí, không hiểu ý trong đó. Nhưng, Trương Nhược Trần lại từ đó phát hiện ra hai chuyện kinh người. Thứ nhất, khi thương diệu bùng nổ, hồi hải đã xảy ra đại sự khó lường. Nguyên nhân là, thương diệu tạo thành quy tắc tan vỡ cùng thiên đạo hỗn loạn. Thứ hai, chuyện phát sinh ở hôi hải, thiên đình, địa ngục, kiếm giới cường giả, đều không hề phát hiện, nhưng địa tạng vương ở địa hoang xa xôi lại hiểu rõ là bởi vì thần hồn của địa tạng vương so với các vị bán tổ tại thiên đình địa ngục và kiếm giới đều cường đại hơn sao hay là bởi vì địa tạng vương cùng hôi hải có liên hệ đặc thù nào đó có một điểm có thể khẳng định địa tạng vương đã sớm biết hôi hải không giống bình thường biết nơi đó ẩn giấu đại khủng bố làm sao hắn biết được khi thương diệu kỳ hôi hải hoặc là nói bích lạc quan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lúc trương nhược trần đọc ra câu này thiên long hào rung động rất nhỏ xuyên qua trùng động không gian kế tiếp khoảng cách địa ngục giới càng thêm xa xôi đứng ở đuôi tàu có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của hoàng tiền tinh hà quá khứ đã từng tựa hồ đang chậm rãi đi xa mơ hồ trong trí nhớ ta còn có thể trở về địa ngục giới sao không gian vô hạn khoảng cách để cho trương nhược trần trong lòng sinh ra như vậy một đạo ý niệm dưới vách núi Phàm Trần Hoa thượng mang theo một người hướng Vân Hà Thánh Sơn đi lên, bảo ấn địa tàng chỗ ở là một tòa luyện khí thiền miếu chiếm diện tích trăm mẫu. Tòa thiền miếu này chính là một kiện thần khí có thể tùy thân mang theo, tên là Tu Du bàn. Hội tụ phòng ngự cùng công kích vào một thể miếu bàn trong giây lát chính là khu thoải mái của bảo ấn địa tàng, chỉ có ở chỗ này hắn mới có cảm giác an toàn. Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, bảo ấn địa tàng đã nhận ra nguy hiểm trong lòng có quá nhiều nghi hoặc cần phải trải chuốt. Bốn phía ánh nến sáng trưng, mỗi một ngọn lửa đều giống như bất động, không hề lay động, cũng như giờ phút này bảo ấn địa tàng dần dần bình phục lại nội tâm. Hắn ngồi ngay ngắn trung tâm ấn Phật Bồ đoàn đường kính trường. Cầm không sợ ấn, hai mắt nhắm chặt, minh sứ vì sao muốn xóa đi ký ức của chúng ta. Tại bên trong tòa dinh thự kia, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Minh sứ rốt cuộc là người phương nào? vì sao che giấu thân phận tu vi lại cao tới trình độ nào hai vị bất diệt vô lượng ở trước mặt hắn lại không hề có lực phản kháng đã bị đánh tan ý thức hải lấy sinh diệt đăng đi hắn liền biến mất vô tung nhưng rất nhanh hiên viên đệ nhị liền chạy tới đây có phải là hắn gây nên hay không hẳn là không phải nếu hắn muốn giết người diệt khẩu cần gì phiền toái như vậy nếu như không phải minh sứ thông báo cho hiên viên đệ nhị sẽ là ai mạnh lão đại lại bị người nào tập kích. Vì sao lại nói, là Phật tu ẩn thế tại địa hoang. Bảo ấn địa tàng càng nghĩ càng kinh hãi. Luôn cảm thấy có một bàn tay to vô hình đang âm thầm khống chê tất cả. Tất cả mọi người đều bị chơi trong vỗ tay. Phái minh tổ mạnh nhất, nhưng cũng không phải không chê vào đâu được. Cũng có địch, bốn phía, ánh nến lay động, bên ngoài từng dãy cờ. Bị gió lay động, phát ra tiếng rầm rầm. Bảo ấn địa tàng mở to hai mắt, cầm trong tay tích trường bảo châu địa tàng đội mũ choàng chữ vạn xuất hiện ở trên đất trống trống trải bên ngoài phật đài từng bước một đi tới chân ngọc lúc ẩn lúc hiện sư thúc đâu sao hắn không ở đây bảo châu địa tàng tinh tế mềm mại trên thắt lưng bảo châu sáng ngời phía sau là sương mù đông nghịt giống như có ngàn vạn âm hồn đang bay múa bảo ấn địa tàng thu hồi hung quang trên mặt tràn đầy thịt hiện ra nụ cười nói thì ra là sư muội đàn đà sư thúc đi tới mạnh gia đại gia muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là ai tập kích hắn sư thúc tuyệt đối không cho rằng là do phật tu ẩn thế tại địa hoang gây nên sư muội đến thăm chỉ vì tìm sư thúc mà đến sao bảo ấn địa tàng đã sớm nghe nói đàn đà địa tàng cùng bảo châu địa tàng chuyện xấu trong lòng không thiếu đố kỵ truyền thuyết đàn đà địa tàng sở dĩ khô gầy như vậy chính là giống như phật dược bị bảo châu địa tàng hàng đêm hấp thụ đây cũng là nguyên nhân tu vi nàng có thể người sau vượt người trước. Đạt tới bất diệt vô lượng trung kỳ, vưu vật tuyệt thế như bảo châu địa tàng, mỗi một tấc gia thịt đều đáng thèm nhỏ dãi bảo ấn địa tàng làm sao có thể không động tâm qua. Địa hoang Phật tu, vốn cũng không khỏi thất tình lục dục, chỉ có điều, bảo ấn địa tàng vẫn nghĩ mà không dám, đối với đại đạo còn có vài phần kỳ vọng, sợ trầm luân trong dục vọng sắc đẹp, hồn tiêu cốt hóa nhưng sau khi bị tam ánh thiên phá vỡ ý chí tinh thần, Bảo ấn Địa Tàng cảm giác được năng lực chống đỡ sắc đẹp của mình càng ngày càng kém, trước kia giam cầm chính mình như thế nào, hiện tại cắn trả liền tới có bao nhiêu hung mãnh, tinh thần ý chí bị hao tổn, tu vi nhất định không thể tiến thêm. Bảo ấn Địa Tàng những năm gần đây đã phóng túng rất nhiều. Thu nạp mấy ngàn minh phi, nhưng cho dù đến lúc này, vẫn kính nhi viễn chi đối với Bảo Châu Địa Tàng. Không dám dễ dàng trêu chọc Giờ phút này nội tâm ghen tị đàn đà địa tàng. Chính là một lần bộc phát cảm xúc nhiều năm qua. Không phải là đặc biệt tới tìm sư huynh ngươi. Bảo Châu địa tàng đã từng bước đi lên Phật đài. Đứng ở mép bồ đoàn. Hỏi, không biết bảo ấn sư huynh và đàn đà sư thúc rời khỏi địa hoang trong khoảng thời gian này đã đi nơi nào? Bảo ấn địa tàng cảnh giác nói. Sư muội hỏi việc này làm gì? Là nghe được tin đồn gì? Bảo Châu địa tàng sốc lên mũ choàng chữ vạn lộ ra ngọc nhan thánh khiết tiệt trần, lại cởi tăng bào rộng thùng thình bọc y quần áo rơi xuống đất. Một mảng lớn da thịt hương diễm mà tuyết trắng lộ ra. Bên trong nàng mặc chính là áo ve nửa khoác, từ vai phải nghiêng tới phía dưới vai trái. Toàn bộ vai trái cùng cánh tay trái đều lộ ra bên ngoài. Đem xương quay xanh gợi cảm cùng cổ ngọc thon dài hoàn toàn hiện ra trước mắt bảo ấn địa tàng. Thậm chí ngực trái, đều như chén ngọc đặt ngược hơn phân nửa ở bên ngoài. Độ cong kinh người khiến người ta mơ màng vô hạn. Bảo ấn địa tàng chưa từng thấy qua bảo châu địa tàng lớn mật như thế trang phục. Nín thở ngưng khí hết sức, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, bên trong áo ve như là trống rỗng, theo gió hơi hơi dơ lên, có thể nhìn thấy bên trong eo nhỏ nhắn trắng nõn cùng đùi đẹp. Hắn thế nhưng biết, bảo châu địa tàng nội tu vô tận lục dục hồn, ngoại tu băng phách ngọc ly thể, triển lộ ra thịt, chính là câu hồn, sóng mắt đánh úp lại, chính là tác dụng tà hỏa trong cơ thể bảo ấn địa tàng sắp thiêu đốt. Ánh mắt không còn trong sáng kiên định như lúc trước, nhìn chăm chăm nàng, đây là một loại lực hấp dẫn trí mạng, rõ ràng nàng như vậy không nhiễm khói lửa, thanh thuần thánh khiết, thanh âm bảo châu địa tàng nhẹ nhẹ nhập hồn, nói, sư huynh cảm thấy từ hàng tôn giả thế nào, trong đầu bảo ấn địa tàng hiện ra thân ảnh từ hàng tôn giả, nói, sư muội vì sao nhắc tới nàng, chẳng lẽ là nàng nói cho sư muội cái gì nàng thật sự rất đáng ghét khiến người ta tức giận chúng ta liên thủ bắt nàng để nàng làm minh phi của sư huynh ta cũng làm minh phi của sư huynh bảo châu địa tàng đã là chân trần đi thẳng trượng ước bồ đoàn tiếng cười như chuông bạc xinh đẹp động lòng người bảo ấn địa tàng trong đầu hoàn toàn bị vô tận lục dục xâm chiếm ảo giác đem từ hàng tôn giả cùng bảo châu địa tàng lột sạch đặt ở trên bồ đoàn mặc cho hắn xâm chiếm hình ảnh đột nhiên trong lòng hắn phật hỏa như đèn xua tan lục dục muốn đem hình ảnh kiều diễm thanh không dù sao cũng là phật tu bất diệt vô lượng tầng thứ cho dù tinh thần ý chí bị hao tổn cũng có lực chống lại không đến mức trầm luân mất phương hướng bảo châu địa tàng thấy ánh mắt hắn dần dần thanh minh lập tức ra tay hoặc tâm mê loạn kinh hồn vô gian ấn liên tiếp bốn loại thần thông thi triển ra nàng giống như có ngàn bàn tay phân biệt đánh về phía bảo ấn địa tàng ngực mi tâm, thiên linh, cuối cùng vô gian ấn đánh xuống mặt đất. Nhất thời, trong vòng mấy trượng thiên địa thời gian quy tắc cùng thiên địa không gian quy tắc bị dọn sạch. Tiến vào vô gian thời khắc tĩnh chỉ. Rào, bảo châu địa tàng một ngón tay phá vỡ thế giới thần cảnh của bảo ấn địa tàng. Nhìn thấy thân ảnh khôi ngô bị khóa ở giữa dãy núi. Trong mắt một đạo kinh sắc chợt lóe rồi biến mất. Trong giây lát, bàn âm chu thần, ánh mắt bảo ấn địa tàng tuy rằng mê loạn, nhưng giữ tận hung lệ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Xong trường hợp thập, kích phát lực lượng bàn miếu dây lát, nhất thời, trong miếu đèn nến, cờ kinh, ngói, xà ngang, hết thảy, đều tuôn ra từng đạo Phật văn, hướng Bảo Châu Địa Tàng công phạt mà đi. Bảo Châu Địa Tàng không kịp nghĩ nhiều, cuốn lên tăng bào bọc y trên mặt đất, hóa thành một đoàn Phật quang, lấy tốc độ nhanh tới cực điểm biến mất không thấy. Trong miếu, chỉ để lại hương thơm mê người của nàng. Nhìn thấy từ hàng tôn giả cùng phàm trần đồng thời đến, Trương Nhược Trần đầu đều lớn một vòng, ném đi một đạo ánh mắt chất vấn. Phàm Trần bộ dáng không quan tâm, nói: "Trước khi xuyên qua không gian trùng động, nhị giả Thiên Vương liền rời khỏi Thiên Long Hào, trở về địa ngục giới, yên tâm, hắn là bất diệt vô lượng trung kỳ, chỉ cần cẩn thận một chút, tuyệt đối có thể tránh được sự truy sát của phe Minh tổ." Trương Nhược Trần tức giận không chỗ phát tiết, còn phải khắc chế không thể để cho từ hàng tôn giả nhìn ra manh mối. Hắn tâm bình khí hòa nói, lấy tu vi nhị già thiên vương, quay về địa ngục giới xin giúp đỡ, đã là đại tài tiểu dụng, bất quá, vị từ hàng tôn giả này vì sao không cùng nhau trở về đây. Trương Nhược Trần cảm thấy Phạm Trần khẳng định không có đem hung hiểm lần này nói cho từ hàng tôn giả. Từ hàng tôn giả và hiên viên đệ nhị đều nên rời đi. Nếu không, sinh tử khó liệu. Từ hàng tôn giả nhìn ra vị đạo trưởng trước mắt khắc chế. Hiển nhiên Phạm Trần mang nàng tới đây, đã chọc cho đối phương không vui. Nàng vẫn giống như lúc Trương Nhược Trần lần đầu tiên nhìn thấy. Bộ dáng 17-18 tuổi, năm tháng không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên người nàng. Mi tâm cắt tường chu sa ấn, hai mắt tự nhiên trong suốt, rõ ràng là một vách núi bình thường không có gì lạ. Bởi vì nàng đến, có thêm một cỗ linh uẩn làm cho người ta say mê. Giống như hóa thành tiên hương, từ Hàng Tôn giả cùng Bảo Châu địa tàng là tính cách cùng khí chất hoàn toàn tương phản. Điềm tĩnh lạnh nhạt, không nhiễm bụi trần, sẽ không làm cho người ta sinh ra bất kỳ ý nghĩ không an phận nào. Đạo trưởng chớ trách tội phàm trần đại sư, là ta nhất định phải tới gặp lão nhân gia ngươi một lần." Từ Hàng Tôn giả nói. "Lão nhân gia? Bần đạo rất già sao?" Trương Nhược Trần sờ sờ râu mai bên phải. Từ Hàng Tôn giả tuy rằng tính cách nhã nhặn, nhưng cũng không phải là người bảo thủ không thú vị, khẽ mỉm cười, tu vi tiền bối, vãn bối hoàn toàn nhìn không thấu, nghĩ đến nhất định là vị tiên hiền đại năng nào đó. Trương Nhược Trần lười ở trên chuyện này phí nhiều miệng lưỡi. May mà lấy lão khí hoành thu ngữ khí, phàm Trần hẳn là đã nói cho ngươi biết đi, Thiên Long hào sẽ không đi mạnh ra, sẽ không đi vạn lưu cành, mà là sẽ đi một chỗ tử vong bí cảnh. Trên thuyền tất cả tu sĩ đều là tế phẩm tôn giả không nên lưu lại. Từ hàng tôn giả nói, đạo trưởng cùng phàm trần đại sư có can đảm lưu lại. Từ hàng lại có gì sợ, đạo trưởng yên tâm, từ hàng tuyệt sẽ không liên lụy hai vị, ngược lại còn có thể giúp được các ngươi. Nói như thế nào, Trương Nhược Trần nói, từ hàng tôn giả không hề giữ lại. Nói, ta có một năng lực đặc thù, có thể truy tung bà xa thế giới cùng cực lạc thế giới. Điểm này, Trương Nhược Trần đương nhiên biết. Chúng ta đối với bà xa thế giới cùng cực lạc thế giới. Cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ở lại thiên long hào. Thuần túy là lòng hiếu kỳ cho phép. Muốn nhìn xem chiếc thuyền này rốt cuộc sẽ chạy về nơi nào. Sắc mặt từ hàng tôn giả hơi có chút cổ quái. Muốn nói lại thôi. Phàm Trần nói. Cái kia. Thánh tư đạo trưởng. Bần tăng đem chuyện bích lạc quan cùng hôi hải. Đã nói cho từ hàng tôn giả. Còn nữa. Mình xứ lấy đi bà xa thế giới. Cực lạc thế giới sinh diệt đang bí mật, cũng nói cho nàng biết. Ngươi, khụ khụ, lão nhân ra ngươi không cần cố ý giấu giếm. Trương Nhược Trần đau đầu muốn nổ tung, gần từng chữ nói, vậy ngươi còn có chuyện gì chưa nói. Phạm Trần thấy ánh mắt Trương Nhược Trần không tốt, vội vàng giải thích, từ hàng tôn giả là tu sĩ đáng tin cậy. Ngươi kỳ thật không cần đề phòng nàng như phòng trộm, tín nhiệm lẫn nhau, nàng đối với bần tăng mà nói, liền tin tưởng không nghi ngờ. Từ hàng tôn giả nói. Lưu lại giấy phiến nhân thần bí tồn tại, đạo trưởng cũng biết là lai lịch gì? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Đối thủ tu vi cực cao, há là chúng ta có thể phỏng đoán?" Từ Hàng Tôn giả nói. "Như vậy, việc hàng đầu trước mắt của chúng ta chính là liên thủ bắt được Bảo ấn Địa tàng và Đàn đà Địa tàng. Về phần Mạnh Gia đại gia, phải có một người ở bên cạnh hắn, không thể để hắn liên lạc với bên ngoài." Phạm Trần nói, "Muốn cứu tu sĩ trên Thiên Long Hào, Phương pháp tốt nhất chính là quay đầu thuyền, trở về địa ngục giới, đi hôi hải cùng Bích Lạc Quan, chúng ta không có bất kỳ phần thắng nào, cứ quyết định như vậy đi, trước tiên thu thập bảo ấn địa tàng và đàn đà địa tàng. Sau đó hai vị khống chế Thiên Long Hào trở về, Bần đạo mang theo mạnh gia đại gia, theo dõi chủ nhân của tờ giấy để lại bản đồ đi tới biển Sám. Đạo trưởng quả thật không sợ sinh tử, làm cho người ta vạn phần khâm phục từ hàng tôn giả đến từ Tây Thiên Phật giới tựa hồ sợ hãi. Vậy cùng tiểu hòa thượng nhanh chóng rời đi đi, đừng chậm trễ đại sự của chúng ta. Bảo Châu địa tàng hư không xuất hiện ở ngoài ba người hơn mười trường. Ba người đồng loạt xoay người nhìn lại, từ hàng tôn giả hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, mở miệng trước tiên, nói, bảo châu địa tàng từ nơi nào nhìn ra bản tôn sợ hãi. Nếu không có sợ hãi, liền theo ta đi tới bàn miếu, trần áp bảo ấn địa tàng cứu vị điện chủ thạch thần điện kia ra trước bảo châu địa tàng đảo từ hàng tôn giả và phàm trần đều mờ mịt khó hiểu bảo châu địa tàng lại cười ra tiếng thì ra thánh tư đạo trưởng không nói cho các ngươi biết vị điện chủ thạch thần điện kia đã bị trấn áp ở thần cảnh thế giới của bảo ấn địa tàng xem ra thánh tư đạo trưởng tín nhiệm nhất chính là bần ni từ hàng tôn giả nói hoàng thiên bảo châu địa tàng có chút đắc ý gật đầu ẩn chứa ý châm ngòi cùng khiêu khích trương nhược trần khẽ nhíu mày nói người tiến vào thần cảnh thế giới của bảo ấn địa tàng đương nhiên bảo châu địa tàng nói trương nhược trần nói có dễ dàng như vậy sao những người khác đương nhiên không dễ dàng như vậy nhưng bẩn ni khác nhau bẩn ni có dung nhan tuyệt sắc có thể dùng thân thể để đổi chỉ cần thỏa mãn dục vọng của hắn đừng nói tiến vào thế giới thần cảnh của hắn cho dù để hắn đào ra thần nguyên xá lợi cho ta xem hắn cũng tuyệt không do dự. Từ hàng tôn giả nếu nguyện ý kỳ thật cũng có thể. Bảo châu địa tàng càng nói càng lớn mật, đem tăng bào bọc y bên ngoài cởi ra, lộ ra bên trong nửa khoác áo ve, da thịt hoa tuyết làm cho bóng đêm càng thêm xinh đẹp vô hạn. A-di-đà Phật, tội lỗi, tội lỗi, phàm trần lập tức nhắm hai mắt lại, không ngừng niệm kinh, tiểu hòa thượng. Người có phải cảm thấy bần ni làm không đúng hay không? Nhưng, cường giả như bảo ấn địa tàng. Chỉ có dùng phương pháp này, hắn mới có thể chủ động mở ra thế giới thần cảnh. Loại tư vị tuyệt vời này, bất luận nam tử nào cũng không thể chống đỡ. Người có muốn thử một chút hay không? Bẩn ni rất muốn biết. Trong cơ thể ngươi cất giấu bí mật gì? Phạm Trần lập tức lui về phía sau một bước. Trốn sau lưng Trương Nhược Trần và từ hàng tôn giả. Trương Nhược Trần đoán không ra nàng trong lời nói thật giả. Nói, có thể tu luyện đến bất diệt vô lượng. Đều không phải ngu xuẩn. Sư Thái, người đã thảo kinh xà. Đúng vậy, cho nên chúng ta phải lập tức ra tay. Nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Một khi bảo ấn địa tạng, đàn đà địa tạng, mạnh ra đại gia hợp lại một chỗ. Hoặc là bọn họ truyền tin đi ra ngoài. Thông chi minh tổ phe phái. Chúng ta sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Hống, Phật hiệu cao vút của bảo ấn địa tàng vang lên trên thiên long hào. Đã phá tan tứ đại thần thông của bảo châu địa tạng. Hết chương 4041 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.